Ơi, chào anh em, chào anh em. Đây là Trần Xuân Sơn đến từ trầnxuansơn.net. Ngày hôm nay là ngày liên tục thứ 27 rồi trong chuỗi từ 28 ngày chạy bộ cùng Trần Xuân Sơn. Rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay tôi lại chạy ở thành phố Thái Bình. Tôi đã bắt đầu từ nhà của tôi, chạy thẳng ra quảng trường, làm hai vòng quảng trường rồi chạy vắt ngang một vòng sang phía bên kia thành phố để đến văn phòng công ty Hoàng Hà để làm một số thủ tục thôi. Và đến văn phòng Hoàng Hà chạy thêm một vòng to của công ty Hoàng Hà nữa. Thế là đủ khoảng cách của tôi. Vâng, 5 cây, hơn 5 cây mọi người nhá. Rất tuyệt vời. Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, vô cùng đẹp. Ngày 27 thì hôm nay, như hôm qua tôi đã chia sẻ với mọi người, tệ quá, tệ. Nhưng qua tôi đã chia sẻ với mọi người cái cách nhận ra tại sao mình tiêu cực. Bài học từ chiếc xe rác là gì? Với nó, với những bài học như nó, như thế, tôi mong rằng tất cả chúng ta đều tránh khỏi, có thể tránh khỏi được cái sự tiêu cực, để luôn luôn vươn đến sự tích cực, có một cuộc sống vui vẻ hơn, tuyệt vời hơn và có ý nghĩa hơn. Và hôm nay, tiếp theo cái chuỗi đó, liền cùng mạch chuyện đó, tôi xin chia sẻ mọi người cái cách làm sao để có thể thay đổi từ tiêu cực sang tích cực rất tuyệt vời bằng các cái kỹ thuật như sau. Thì theo nguyên lý thì sẽ có 3 cái yếu tố ảnh hưởng đến cái cảm xúc của các bạn. Thứ nhất, chúng ta có thể vẽ ra thành một tam giác nhá. Nếu mà các bạn có thể là nghe kỹ thì các bạn có thể là lấy bút và viết ra, lấy giấy viết ra nhá. Cho vẽ một hình tam giác. Thì có 3 cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta. Thứ nhất là trạng thái cơ thể này. Ví dụ như, lấy ví dụ một trạng thái mà chúng ta đang cứ cúi xuống, gò gò người xuống, ủ rũ xuống như này, mà chúng ta bảo chúng ta đang vui thì không bao giờ có chuyện như thế. Vì nó là cái, nó trở thành một nguyên lý, nó trở thành một nguyên tắc, một cái gọi là cái quy tắc của cuộc sống rồi. Cái hành động, cái tư thế cơ thể như thế nào, nó ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta như thế nào. Cứ mỗi khi chúng ta có trạng thái cơ thể như thế nào thì cảm xúc chúng ta sẽ là như thế. Đó, ví dụ như chúng ta cúi người xuống ủ rũ như thế này thì bảo chúng ta đang vui, không bao giờ. Hoặc khi chúng ta đang vươn vai ngửa mặt lên trời, bảo chúng tôi đã buồn quá, không bao giờ có, đúng không ạ? Mà ngược lại, khi chúng ta vươn vai và ngửa mặt lên trời, đó là cảm giác của một người rất, một người chiến thắng, một người rất là vui, một người đang tích cực, đang rất sảng khoái. Còn ủ rũ và cúi mặt xuống như này, co rúm người lại, đó chính là cái cảm xúc của một người đang rất là tiêu cực. Vâng, nó được biểu hiện ở trong cả trong thế giới động vật mọi người nhá. Khi mà một khi ví dụ như khi các vận động viên đi, dễ điển hình dễ thấy nhất, khi các vận động viên về đích này chiến thắng, họ sẽ giơ hai tay lên và ngửa mặt lên trời, họ hét to. Đó là cảm giác của một người rất tích cực, một người đang chiến thắng rồi, một người đang buồn, một người đang thất tình chẳng hạn, họ sẽ lúc nào họ muốn co người lại. Cái cảm giác co người lại, thu mình lại, đó chính là cảm xúc giác tiêu cực và của người thua cuộc. Ngay cả trong thế giới hoang dã cũng vậy. Khi một con rắn hổ mang nó banh mình lên, nó dựng người cao lên, đó chính là nó banh, nó hổ mang nhá, nó banh người ra, đó chính là cái tư thế để choán thêm không gian, đó chính là tư thế của một kẻ đang hùng mạnh, đang hùng hổ để chiến đấu chiến thắng. Và khi những con nào, tất cả những con nào mà khi trong cái tư thế mà đang chiến đấu nhá hay chiến thắng, nó đều vươn cao hết cỡ và nó choán diện tích không gian nhiều nhất có thể. Đó, vậy cho nên là khi chúng ta mà tiêu cực nhá, chúng ta hãy thay đổi ngay trạng thái cơ thể. Ví dụ như chúng ta đang buồn bực một chuyện gì đó thì chúng ta hãy đứng ngay lên, làm một vài động tác gì thật là mạnh mẽ, hét thật to, hoặc là vươn vai thật cao, nhảy hoặc chạy bộ, hoặc làm một vòng là đi ra ngoài đi dạo, hoặc làm việc gì đó thật, cử động thật là mạnh mọi người nhá. Làm, hãy thay đổi trạng thái cơ thể ngay lúc khi bạn cảm thấy mình đang tiêu cực, đang khó chịu vấn đề gì đó, ngay lập tức các bạn sẽ cảm thấy nó sẽ khác ngay đi, cái trạng thái cảm xúc của các bạn sẽ thay đổi ngay. Rồi tiếp theo đó là chính là cái câu chuyện mà bạn tập trung vào. Vâng, khi bạn tập trung vào chuyện gì đó thì lúc nào chúng ta sẽ cảm giác như nó. Ở trong Thúy Kiều có câu như mình đừng nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không ạ? Cho nên là khi chúng ta tập trung vào một điều gì tiêu cực, một điều gì rất là buồn thì tất nhiên cảm xúc của chúng ta sẽ bị nó ảnh hưởng, nó kéo theo mình xuống đó, đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy thay đổi ngay cái điều mà chúng ta tập trung vào bằng 5 câu thần chú. Vâng, tôi có 5 câu thần chú rất tuyệt vời đây. Các bạn hãy viết ra giấy 5 câu hỏi và các bạn hãy trả lời nó ngay lập tức, thì các bạn sẽ kéo mình ngay từ cái trạng thái tiêu cực sang tích cực. Câu thứ nhất đó là: điều gì làm bạn cảm thấy hạnh phúc nhất vào lúc này? Đó là câu thứ nhất nhé. Điều gì làm bạn cảm thấy biết ơn nhất vào lúc này? Là câu thứ hai. Điều gì làm bạn cảm thấy tự hào nhất vào lúc này?
là câu thứ 3. Điều gì làm bạn cảm thấy hào hứng nhất vào lúc này? Rồi tiếp theo một cái câu thứ 5, nó là một câu kép, đó là câu kép, đó là hai vế. Bạn yêu ai và ai yêu bạn? Đó, bạn hãy viết ra ngay cho mình 5 cái câu hỏi này, và khi các bạn tiêu cực các bạn hãy hỏi mình, tự hỏi mình 5 câu này và trả lời cho mình, để hướng mình cái điều tập trung của mình vào những cái điều tích cực nhất. Vâng, 5 cái câu này nhá. Hạnh phúc này, tự hào này, biết ơn này, và hào hứng nhất. Và khi bạn yêu ai, ai yêu bạn, đó chính là những tất cả những cái đó đều là những cả trạng thái tích cực, đúng không ạ? Và trong mỗi một câu nó sẽ có 3 yếu tố quan trọng nhất trong một câu, đó chính là điều gì khiến bạn nhé, bạn chính là chủ thể kéo bạn không tập trung vào những thứ tiêu cực bên ngoài nữa, mà bạn hãy nghĩ về bạn này, tập trung vào bên trong của bạn, là bạn cảm thấy hạnh phúc. Cái từ hạnh phúc, 4 cái loại tính từ nhé, cảm xúc tích cực, đó chính là hạnh phúc, và 4-3 từ còn lại cái nữa, đó chính là cảm xúc tích cực. Rồi cái thứ yếu tố thứ 3 trong mỗi một câu, đó chính là ngay lúc này, ngay bây giờ. Thì trong mỗi câu nó sẽ có 3 yếu tố, chính là chủ thể là bạn này, thứ hai là cảm xúc tích cực, và cái yếu tố thứ 3 đó chính là ngay bây giờ, chính là kéo bạn về lúc hiện tại. Bạn không còn hướng nó, bạn những cái câu này ấy, nó sẽ khiến bạn không còn hướng về quá khứ, hoặc không còn hướng về buồn tủi những cái khoảnh khắc khó chịu và tiêu cực trong quá khứ, và cũng không kéo bạn đến tương lai để mơ mộng những thứ hão huyền hay những điều gì đó làm bạn phải đau lòng, những điều gì bạn phải khổ tâm lao lực. Đó, nó kéo bạn ngay về hiện tại. Vâng, với những cái yếu tố là bạn là chủ thể này, cảm xúc tích cực, và ngay lúc này chính là kéo về hiện tại, thì nó sẽ kéo bạn ra khỏi những điều tiêu cực và hướng bạn đến những điều tích cực ngay hiện tại, ngay lúc này, và chính là bạn ở bên trong bạn. Đó. Rồi cái yếu tố thứ 3. Tôi làm hơm nước mọi nhé, chạy ra nên là rất khát nước. Về quá. Rất tuyệt vời. Các bạn này, khi các bạn chạy bộ xong, cái cảm giác là cảm giác rất tuyệt vời. Nhưng tôi lại nhắc lại một lần nữa, cái cảm giác dễ chịu, cảm giác sung sướng trên thân, đó chính là lúc chúng ta từ cảm giác khó chịu đến cảm giác bình thường. Đó chính là dễ chịu đấy mọi người. Vậy cho nên là, vâng, tôi xin tiếp tục cái vấn đề thứ 3. Yếu tố thứ 3 có thể thay đổi được cảm xúc của bạn, đó chính là ngôn từ của bạn thay câu chuyện đổi cuộc đời. Đó chính là vấn đề, chính ngôn từ của bạn sẽ khiến bạn tích cực hoặc tiêu cực, hoặc có thể lôi bạn từ tiêu cực sang tích cực. Ví dụ, thay vì nói những câu khó chịu, câu tiêu cực, thì chúng ta hãy đảo ngược nó lại. Ví dụ như cái từ sao em buồn thế chẳng hạn, sao bạn buồn thế, thì chúng ta có thể nói rằng hình như bạn chưa vui thì phải, hình như bạn không vui. Đấy, nó đều cùng một ngôn ngữ, cùng một cái ý nghĩa giống nhau, nhưng chúng ta đảo những cái câu lại từ một cái thể khẳng định với từ tiêu cực, chúng ta sẽ đảo sang thể phủ định, và với từ tích cực. Như thế chúng ta sẽ trong cái câu của chúng ta chỉ có từ tích cực, đúng không ạ? Thì như thế chúng ta sẽ thay đổi cái trạng thái những từ tiêu cực bằng từ tích cực. Và vô hình chung chúng ta đã thay đổi từ trạng thái tiêu cực sang tích cực rồi. Và hôm nay mình đã chia sẻ 3 cái kỹ thuật cơ bản nhất để mình có thể thay đổi trạng thái cảm xúc từ tiêu cực sang tích cực, và mình hy vọng rằng các bạn sẽ áp dụng nó và có hiệu quả ngay khi như lần đầu tiên. Và đó là điều mình muốn để giúp chúng ta, tất cả chúng ta đều có một cái cuộc sống thật là tích cực, thật là tuyệt vời, và để không phải hứng chịu những cái xe rác nữa, không phải suốt ngày đi gom rác ở khắp nơi và phải xả rác trong gia đình của chúng ta nữa. Ngay khi các bạn cảm thấy tiêu cực hay gặp bất cứ vấn đề gì tiêu cực, hãy búng tay một cái và hãy nhận ra rằng, hãy thức tỉnh, hãy nhận ra rằng chúng ta đang tiêu cực, và bằng các kỹ thuật chúng ta hãy thay đổi nó từ tiêu cực sang tích cực để cuộc sống chúng ta tuyệt vời hơn, để chúng ta có thể sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn và tạm biệt mọi người. Bye bye and see you again.